Video này sẽ nói về một số tool hỗ trợ chúng ta trong cái việc vẽ. Đó chính là chỉnh sửa cái vùng vẽ hoặc là hỗ trợ chúng ta vẽ những cái đường perspective cho nó chính xác hơn. Thì cái tool đầu tiên mình sẽ nói tới đó chính là Transform Tool. Rồi đầu tiên á là chúng ta chọn một cái vùng chọn mà mình muốn chỉnh sửa ha. Rồi sau đó mình bấm Ctrl T. Thì các bạn thấy á, ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái tùy chỉnh kèm theo đó. Các bạn đừng quan tâm, các bạn chỉ cần chọn cái Scale Rotate thôi là đủ rồi. Chúng ta sẽ dùng phím tắt để thao tác những cái tùy chỉnh còn lại mà không cần chọn tới nó. Thì lúc này các bạn nhìn sang cái cửa sổ cái Tool Properties á, thì sẽ thấy cái sự lựa chọn là Keep Aspect Ratio nè, thì tắt nó đi. Vì khi mà các bạn scale mà muốn giữ cái ratio á, là cái tỷ lệ của nó đó, thì các bạn chỉ cần bấm thêm nút Shift thôi là được rồi. Rồi khi scale á, mà chúng ta bấm thêm cái nút Alternate á, thì nó sẽ đối xứng cái tỷ lệ mà mình scale. Rồi khi mà các bạn bấm Control rồi chọn những cái nút ở các góc á, thì nó sẽ chuyển sang chế độ Distort. Còn nếu như bạn bấm Control mà chọn những cái nút ở cạnh á, thì nó sẽ chuyển sang chế độ là Skew hoặc là Perspective. Rồi còn đối với Flip Horizontal hay là Vertical á, thì các bạn set thêm phím tắt cho nó lẹ ha. Tiếp đến một cái tính năng là Mesh Transformation, thì ở đây mình đã đặt sẵn phím tắt cho nó là Ctrl Shift T rồi. Các bạn có thể đặt phím tắt riêng cho mình. Sau khi bật cái Mesh Transformation này lên á, các bạn nhìn vào cửa sổ Tool Property nè, chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái lưới tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Rồi sau đó mình chọn từng cái nút này nè, di chuyển nó để chỉnh sửa cái lưới này đi. Đến cái tool tiếp theo là cái tool Livify. Ở cái cửa sổ thuộc tính nè, các bạn thấy á, cái tool property á, thì các bạn có thể thay đổi cái cách mà Livify này nó hoạt động. À, ví dụ như là phóng cho nó to ra hay là bóp cho nó nhỏ lại. Đó, nó có rất nhiều tính năng này, các bạn tham khảo thêm nha. Đến cái tool tiếp theo là cái tool Blend. Khi mà chúng ta pen á thì cái brush nó sẽ để lại một số cái cạnh màu nó như thế này nè, nhìn nó khá là rõ, nhìn nó không có đẹp. Thì lúc này á mình sẽ dùng cái blend tool để mình làm mịn cái vùng màu nó lại. Tiếp theo là cái tool là ruler. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái symmetrical ruler trước. Thì khi các bạn chọn cái symmetrical ruler đó, các bạn nhìn sang cái cửa sổ tool property nè ha. Ở đây chúng ta sẽ có thể là lựa chọn cái số trục đối xứng. Ví dụ như mình chọn trục đối xứng làm hai thì mình sẽ vẽ nó đối xứng hai bên. Còn nếu mình chọn trục đối xứng là 6 đi đó, thì nó mình có thể vẽ được những cái pattern hay là những cái texture nó như thế này. Đó. Trong một số trường hợp nếu như các bạn dùng cái tool để xóa đó mà các bạn không thể xóa được đối xứng đó, thì các bạn nhìn vào cái cửa sổ tool property nè, thì các bạn chọn vào cái icon cái cây cờ lê nằm ở dưới góc phải cửa sổ nè, các bạn chọn vào rồi chọn cái mục Correction, bật cái tính năng Snapping này lên, rồi chọn cái con mắt thì nó sẽ hiện lên ở bên ngoài. Rồi khi các bạn thao tác trên ruler mà các bạn muốn tắt nó đi á, thì các bạn nhìn vào cái layer nè, ngay bên cạnh cái layer nó có một cái layer phụ là ruler đó. Rồi bấm chuột phải, các bạn chọn Delete hoặc là ẩn nó đi à, thì lúc này các bạn sẽ vẽ thao tác nó bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái ruler mà vẽ cái perspective. Các bạn xem mình làm ở trong cái Clip Studio Pen này ha. Rồi, xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Like và share để ủng hộ kênh của mình nhé. Nếu bạn có yêu cầu về video gì đó, cứ việc để lại comment. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Peace.